Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 8 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 tại Đảng ủy Công an tỉnh và Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Công ty Toto Việt Nam nâng cao hiệu quả sản xuất tạo việc làm cho trên 1.000 lao động. Hội phụ nữ xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ học tập và làm theo gương Bác. Trường mầm non Nguyễn Văn Linh, xã Gia Phạm, huyện Yên Mỹ, xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại hội trường Công an tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 của Đảng cho cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ của hai đơn vị. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy, đã quán triệt các nội dung của hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nghị quyết số 27 ngày 21 tháng 5 năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Và nghị quyết số 28 ngày 23 tháng 5 năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các nghị quyết của Đảng là những quyết sách quan trọng, vừa cơ bản vừa cấp bách, đề cập đến những vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng đề ra, là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc. Để từng bước đưa các nội dung của nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 vào cuộc sống, yêu cầu Đảng bộ của hai đơn vị cần tổ chức cho đảng viên và cán bộ chiến sĩ học tập và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết trên. Chiều nay, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã về dự buổi sinh hoạt thường kỳ tại chi bộ 4, thôn Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Chi bộ thôn Tam Kỳ hiện có 49 đảng viên, trong đó 10 đảng viên được miễn sinh hoạt do sức khỏe. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của các cấp và của chi bộ, thảo luận thông qua nghị quyết triển khai tổ chức thực hiện trong tháng 8. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đánh giá cao nội dung buổi sinh hoạt, thể hiện được tinh thần dân chủ, tính chiến đấu, tính phản biện, qua đó đi đến sự thống nhất cao trong Đảng, từ đó đưa ra nghị quyết để xây dựng địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng, tinh thần đoàn kết, tính chiến đấu trong Đảng là điều kiện hết sức cần thiết cho sự phát triển chung. Do vậy, chi bộ cần tiếp tục phát huy tốt vai trò hạt nhân trong việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện nghị quyết. Mỗi đảng viên là một tấm gương để quần chúng noi theo. Chú trọng phát triển đảng viên mới, tăng cường bồi dưỡng đạo đức, chính trị cho đảng viên trẻ. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình anh Tô Kiên ở thôn Lê Cao, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Chiều nay, đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về khảo sát phục vụ thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ động kịp thời thực hiện chỉ đạo của Trung ương về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là đối với các vụ khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, dễ gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự. Bên cạnh đó, đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh, các sở ngành địa phương tăng cường công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, nêu cao trách nhiệm tiếp công dân của thủ trưởng các cơ quan đơn vị theo quy định của luật tiếp công dân. Qua phân loại có 732 đơn đủ điều kiện đã được xử lý. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được giải quyết theo đúng thẩm quyền. Tại buổi làm việc, lãnh đạo một số sở ngành địa phương đã báo cáo làm rõ tình hình kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo tại đơn vị. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, đã giải quyết được nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo và không để xảy ra mới việc khiếu nại tố cáo phức tạp đông người. Các vụ việc đã được các cấp các ngành tập trung giải quyết khách quan, đúng pháp luật. Đồng chí cũng giải thích thêm một số vấn đề đoàn công tác quan tâm. Đồng thời, đề nghị kiến nghị giải quyết một số khó khăn vướng mắc trong quá trình tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao việc giải quyết khiếu nại tố cáo của tỉnh trong thời gian qua. Qua buổi khảo sát này,
đoàn sẽ nắm bắt thêm tình hình công tác giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở để phục vụ thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018. Sáng nay, Ban chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh, tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm. Đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo dự và chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo đã duy trì hoạt động thường xuyên chặt chẽ, sát cơ sở và có hiệu quả, ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng vào việc xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, giữ vững ổn định chính trị. Triển khai tốt các phong trào, các cuộc vận động như cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, phối hợp và thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đảm bảo chất lượng tốt. Lực lượng vũ trang tỉnh đã tập trung vận động cán bộ chiến sĩ ủng hộ kinh phí và hoạt động xã hội hóa để xây dựng và tu sửa 17 điểm trường mầm non, nhà văn hóa thôn với tổng trị giá trên 454 triệu đồng. 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo điều hành tiếp tục phối hợp chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, kiện toàn tổ công tác dân vận của các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh, nâng cao chất lượng trong công tác phối hợp nắm tình hình cơ sở, nhất là dư luận, tâm tư nguyện vọng, bức xúc của nhân dân. Chương trình sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thành phố Hưng Yên vừa tổ chức kiểm điểm kết quả thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi, xây dựng bến bãi tập kết vật liệu xây dựng và khai thác cát trái phép trên địa bàn. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, trên địa bàn thành phố có trên 2.900 trường hợp vi phạm. Theo đánh giá chung, ngoài các trường hợp vi phạm về hành lang bảo vệ công trình giao thông, còn lại các trường hợp vi phạm khác về xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp, vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất thủy lợi và xây dựng bến bãi tập kết vật liệu xây dựng hiện vẫn chưa được các địa phương trên địa bàn thành phố xử lý dứt điểm, triệt để, nhất là ở phường Lam Sơn và xã Liên Phương. Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm còn tồn tại trong giai đoạn 1, nhất là các vi phạm về xây dựng nhà ở, nhà tạm trên đất nông nghiệp, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tổ chức để các hộ dân ký cam kết không vi phạm, tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, đồng thời không để xảy ra các trường hợp phát sinh mới hoặc tái vi phạm. Xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ là địa phương có nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp. Trong đó, 6 hộ gia đình cố tình chống đối, xã có kế hoạch cưỡng chế. Tuy nhiên, do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, các hộ dân này đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Các hộ gia đình vi phạm xây công trình trên đất nông nghiệp ở xã Tiên Tiến là ông Nguyễn Công Trứ, Trần Quang Hè, Hoàng Văn Thụ, Trần Văn Thủy và bà Nguyễn Thị Thấm ở thôn Hoàng Các, ông Vũ Công Hiếu ở thôn Hoàng Xá. 6 hộ này đã tự nguyện tháo dỡ triệt để 164 m2 công trình vi phạm, lực lượng chức năng không cần phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế. Như vậy, đến thời điểm này, xã Tiên Tiến đã cơ bản hoàn thành giải tỏa 125 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, tuy nhiên vẫn còn 47 hộ dân tháo dỡ chưa triệt để. Thời gian tới, xã sẽ tích cực tuyên truyền vận động để các hộ dân tiếp tục tháo dỡ, trả đất nông nghiệp trở về hiện trạng ban đầu. Là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài đi vào hoạt động từ năm 2016 và chính thức khánh thành nhà máy ở khu công nghiệp Thăng Long 2 vào cuối tháng 3 năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam đã không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho lao động. Nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam tại khu công nghiệp Thăng Long 2 có diện tích trên 119.000 m2, chuyên sản xuất các sản phẩm sứ vệ sinh cao cấp, hiện đại, đứng thứ nhì khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhằm giữ chữ tín trên thị trường, công ty chỉ thực hiện sản xuất các sản phẩm cùng một phẩm cấp để cung cấp cho khách hàng trong nước và xuất khẩu sang các nước ở khu vực Đông Nam Á, Mỹ, Đài Loan. Nhờ có các giải pháp sản xuất kinh doanh hiệu quả, hiện công ty không chỉ xây dựng nhà máy có môi trường làm việc hiện đại, thân thiện mà còn luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, quan tâm tới người lao động. Công ty đang tạo việc làm cho 1.000 người với mức lương bình quân từ 7 triệu đến 8 triệu đồng một người trên tháng. Công ty hiện có kế hoạch tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 2 nhà máy tại Hưng Yên và dự kiến sẽ tạo thêm việc làm cho khoảng 3.000 lao động. Năm nay nhãn được mùa,
nhiều cơ sở chế biến long nhãn tại huyện Ân Thi cũng vì thế mà sôi động hơn. Hiện toàn huyện Ân Thi có khoảng 100 hộ chế biến long nhãn, tập trung ở các xã Đa Lộc, Tiền Phong, Hạ Lễ. Năm nay, nhãn được mùa nên nguồn nhãn cung cấp làm long dồi dào. Các cơ sở làm long có rất nhiều lựa chọn nguồn cung ngay tại địa phương. Bên cạnh việc mang lại lợi nhuận kinh tế, các cơ sở làm long cũng tạo việc làm cho hàng trăm lao động thời vụ ở địa phương ở nhiều độ tuổi. Trung bình mỗi lao động được trả 4.000 đồng một kg. Người làm nhiều mất một ngày có thể lên tới 40 kg, tức 160.000 đồng một ngày. Người làm long nhãn chỉ làm thời vụ trong hơn một tháng. Đây cũng là cơ hội tăng thêm thu nhập thời vụ cho hàng trăm lao động với mức thù lao từ 3 triệu đến 5 triệu đồng một vụ. Những năm gần đây, nhờ thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa mà cơ sở vật chất của trường mầm non Nguyễn Văn Linh, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ ngày càng khang trang, sạch đẹp, bảo đảm đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ trên địa bàn. 30 năm gắn bó với trường mầm non Nguyễn Văn Linh, cô giáo Lê Thị Mai đã chứng kiến sự thay đổi vượt bậc về cơ sở vật chất của nhà trường. Thay vì phải học tại các điểm trường phân bổ rải rác tại thôn xóm như trước đây, thầy và trò nhà trường đã được học tập tại điểm trường trung tâm khang trang và đầy đủ tiện nghi như điều hòa, tủ đồ dùng, khu vui chơi. Tôi vào ngành từ năm 1988, thời đó thì cơ sở vật chất rất là thiếu thốn. Phòng học cũng không có, cho nên là toàn phải đi học nhờ các nhà kho, nhà văn hóa. Đến bây giờ thì tôi rất là phấn khởi và tự hào được các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và các nhà học tâm trợ giúp cho đã được ngôi trường khang trang đầy đủ. Năm 2016, trường mầm non Nguyễn Văn Linh đưa vào sử dụng 16 phòng học, đáp ứng việc dạy học cho hơn 400 học sinh lứa tuổi mầm non. Tất cả các phòng học đều đạt chuẩn với diện tích 54m² một phòng, nhà vệ sinh khép kín sạch sẽ. Tổng kinh phí đầu tư là gần 10 tỷ đồng, trong đó có 8 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Cụ thể, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ủng hộ 5 tỷ đồng, Tập đoàn Hòa Phát tài trợ 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhà trường cũng vận động công ty Takagi Việt Nam đóng trên địa bàn tài trợ nhiều đồ dùng thiết bị học tập với tổng giá trị là 100 triệu đồng. Với môi trường khang trang, cơ sở vật chất khang trang của nhà trường, tôi hoàn toàn yên tâm gửi con ở đây bởi vì tất cả các phòng học đều được lắp điều hòa và các hệ thống cửa nó rất là tốt. Nên là các cháu đi học là ở đây là chúng tôi đi làm ở nhà là không phải suy nghĩ gì cả. Hiện nay, trường mầm non Nguyễn Văn Linh đang đẩy mạnh tiến độ xây dựng 13 phòng học và bếp ăn, chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019. Để những phòng học này sớm hoàn thành, đáp ứng điều kiện dạy và học, rất cần sự chung tay góp sức của các cá nhân tập thể và các mạnh thường quân. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên vừa tổ chức liên hoan giai điệu tuổi hồng và thiếu nhi kể chuyện hè năm 2018. Điểm khác biệt của liên hoan năm nay là ban tổ chức đã thay đổi địa điểm tổ chức từ Trung tâm Văn hóa tỉnh như mọi năm về huyện Mỹ Hào, tạo nên không khí mới mẻ cho các đội tuyển tham gia liên hoan. Liên hoan giai điệu tuổi hồng và thiếu nhi kể chuyện tỉnh Hưng Yên năm nay đã thu hút được sự tham gia của 10 đội đến từ 10 huyện thành phố với 50 tiết mục ca múa nhạc kể chuyện và giới thiệu sách. Đây là một sân chơi lành mạnh, bổ ích và ý nghĩa, giúp cho thanh thiếu nhi có điều kiện thể hiện lòng đam mê với các môn nghệ thuật mà mình yêu thích. Liên hoan là dịp để các em tiếp cận với các thông tin về sách báo, những kiến thức bổ ích, rèn luyện thói quen đọc sách, góp phần nâng cao hiệu quả trong giáo dục đạo đức lối sống, định hướng giá trị thẩm mỹ trong thưởng thức nghệ thuật cho các em. Liên hoan còn là nơi ươm mầm cho các tài năng nghệ thuật trong tương lai. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao một giải xuất sắc toàn đoàn cho đội huyện Khoái Châu, 4 giải nhất cho các đội huyện Mỹ Hào, Văn Giang, thành phố Hưng Yên và huyện Ân Thi, 5 giải nhì cho các đội huyện Văn Lâm, Kim Động, Phù Cử, Tiên Lữ và huyện Yên Mỹ. Ngày 7 tháng 8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Trung sinh năm 1993 ở thôn Đông Kết, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào ngày 27 tháng 7, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Đông Kết, huyện Khoái Châu phát hiện và bắt quả tang đối tượng Trung đang cất giấu một gói ma túy tổng hợp dạng đá trong người tại khu vực Dốc Bái thuộc xóm 13, thôn Đông Kết, xã Đông Kết để sử dụng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Trung,
lực lượng công an thu giữ một gói ma túy đá có trọng lượng 60 gram, gần 500 triệu đồng tiền mặt, 20 vỏ túi ni lông, 1 cân tiểu ly cùng nhiều vật chứng liên quan. Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận số ma túy trên mua của một người đàn ông ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội, quen biết qua mạng xã hội với giá 25 triệu đồng về sử dụng và bán cho các con nghiện kiếm lời. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra mở rộng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức gặp mặt chia sẻ động viên và tặng quà cho chị em câu lạc bộ nữ tiểu thương Văn Minh chợ gạo. Tại đây, đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã động viên tinh thần, bày tỏ sự cảm thông trước mất mát của chị em hội viên phụ nữ có ký ốt buôn bán trong khu vực chợ gạo và mong muốn chị em sớm ổn định tinh thần để cùng chung tay khắc phục hậu quả, ổn định lại công việc kinh doanh. Nhân dịp này, hội đã trao tặng 10 triệu đồng cho câu lạc bộ nữ tiểu thương Văn Minh chợ gạo. Cùng với đó, Ban liên lạc Đồng Hương nữ Hưng Yên tại Hà Nội cũng trao tặng câu lạc bộ 10 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố 3 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, kịp thời quan tâm chia sẻ đối với hội viên trong lúc khó khăn, sớm ổn định tinh thần, tiếp tục kinh doanh. Nhằm nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và bà con nhân dân trên địa bàn, vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ đã ra mắt câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật. Câu lạc bộ ra đời với sự tham gia của 50 thành viên là hội viên phụ nữ trên địa bàn xã, trong đó 5 cán bộ trong ban chủ nhiệm. Câu lạc bộ được tổ chức sinh hoạt định kỳ 3 tháng một lần. Thông qua các buổi sinh hoạt, câu lạc bộ sẽ lồng ghép tuyên truyền văn bản pháp luật, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh bằng những tiểu phẩm hát, đặc biệt các nội dung như phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên và nhân dân trên địa bàn. Được thành lập và đi vào hoạt động gần 10 năm nay, đội tự quản phụ nữ về an ninh trật tự xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ luôn thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng đối với việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã. Thành lập vào năm 2009, cho đến nay, đội luôn duy trì ổn định với sự tham gia của 5 thành viên là hội viên phụ nữ. Với lòng tâm huyết nhiệt tình, các thành viên tham gia đội trên tinh thần tự nguyện, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền nhắc nhở hội viên và người dân trên địa bàn xã không họp chợ cóc chợ tạm, không ngồi bán hàng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Vào ngày lễ Tết, đội trực tiếp tham gia điều tiết giao thông đoạn giao nhau giữa cầu Đoàn Đào và quốc lộ 38B. Qua nhiều năm hoạt động, đội đã góp phần tích cực đối với việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Ngay từ đầu năm 2018, Chi hội Phụ nữ thôn An Tào đã phát động chị em hội viên xây dựng hũ gạo tình thương. Qua 5 tháng phát động, hội viên phụ nữ đã đóng góp 150 kg gạo ủng hộ cho 7 hội viên nghèo. Hũ gạo tình thương được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cương Chính phát động rộng khắp tới 4 chi hội. Chỉ tính từ đầu năm đến nay đã thu được 500 kg gạo và giúp đỡ được 29 chị em có hoàn cảnh khó khăn. Dù nhiều dù ít nhưng mà có một chút tình cảm mà để cho gia đình nâng được cái cuộc sống, bớt cái khó khăn. Gia đình bà Nguyễn Thị Mến trước đây thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Tuy vậy, với sự nỗ lực phát triển kinh tế cùng sự động viên của chị em hội viên phụ nữ, gia đình bà đã trở thành hộ có kinh tế khá. Năm 2002, trang trại của gia đình mới xây dựng được hỗ trợ 2 triệu đồng từ quỹ tiết kiệm của hội. Đến năm 2010, trang trại mở rộng, bà lại được hội hỗ trợ 20 triệu đồng từ vốn giải quyết việc làm. Hiện tại, trang trại của gia đình đã mở rộng với 100 con lợn nái và 500 con lợn thịt, cùng với đó là 5 sào ao. Với giá bán như năm nay, gia đình bà ước thu lãi trên 500 triệu đồng. Ban đầu tôi xây dựng nên mô hình mới có 1-2 con nái. Chị em phụ nữ lúc bấy giờ cũng khó khăn, thì cũng cho vay được 2 triệu. 2 triệu bây giờ nó cũng là quý, dần dần đến 20 triệu. 20 triệu thì khi mà chị em phụ nữ khác mà khó khăn thì chúng tôi lại nhường.
phát động những cái mô hình, ví dụ như là mô hình mũ gạo tình thương cũng như là mô hình phế liệu sạch thì được hội viên hưởng ứng rất là cao. Chị em cũng nói là tất cả chị em trong hội này là cũng nên nhân rộng cái mô hình này ra để cho chị em, nhiều chị em được hưởng cái mô hình này. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cường Chính đã triển khai tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến tất cả các hội viên các chi hội. Có 4 trên 4 chi hội đều được tuyên truyền và thực hiện vào các buổi sinh hoạt chi hội. Nhờ sự tích cực của hội viên phụ nữ trên địa bàn xã mà nhiều hoạt động làm theo Bác được ra đời như mô hình phế liệu sạch, đường hoa, phụ nữ tiết kiệm giúp nhau thoát nghèo đã đem lại hiệu quả thiết thực. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tạo việc làm cho trên 34.000 lao động. Xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn xây dựng nông thôn mới. Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 387 chậm bàn giao mặt bằng. Kính mời quý vị và các bạn chú ý.